see the way you move that body. I'm standing here, I'm ready. Say party for the show. Lời nói đầu tiên xin cho phép Hồ Nhật Lâm gửi tới quý vị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bài hát đầu tiên Hồ Nhật Lâm xin gửi tới quý vị và các bạn đó là một cái khúc được mang tên Độc Thoại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe cái khúc xin vâng. Thank you.